Trời đất, mình mà mất điện thoại thì chết. Nhà báo chạy như sập cướp. Anh đã gọi điện báo trạm phía trước chưa? Nó cướp xe hả anh? Còn hơn cả cướp. Hơn cả cướp là tội gì? Hỏi gì mà hỏi dữ vậy? Nếu tụi nó không phạm tội, bộ tụi tôi rửng bẩn đua xe với nó chắc. Đứa còn lại chưa ra khỏi rừng đâu, quay lại bắt cho bằng được, cho nó một trận. Có chuyện gì mà Linh Sương rồi em giờ này? Chắc là yêu nhau lắm cắn nhau đào chứ nhỉ? Alo, chị Thúy Bình ơi, cứu em với. Cứu làm sao? Đỗ Hòa nó làm gì em? Em đang ở rừng cao su Long Quỳnh. Anh Phan Thăng cử Đỗ Hòa đi quay cảnh sát giao thông ăn hối lộ lái xe. Em cùng đi. Hai đứa bị lộ, cảnh sát và tự vệ Nam Trường đang dây bắt. Đã báo danh Phan Thăng chưa? Báo rồi. Điện thoại reo mà lấy không nghe. Tình hình bọn em bây giờ khẩn cấp lắm. Máy quay mà rơi vào tay họ, bọn em chỉ có chết thôi. Chị ơi, họ đang tới đó. Đó chỉ ở khu vực này, chưa thấy chạy xa được đâu. Bắt được đập cho nó một trận, rồi đưa nó về trụ sở. Nhất định đưa lại cặp camera. Trời ơi, phải rút camera bắn tốc độ hả anh? Alo, bình tĩnh đã Đỗ Hòa, nói chậm và rõ. Rất may lại Lê Mão cũng trực đêm. Rồi, anh sẽ giải quyết liền. Anh Lê Mão, Đỗ Hòa, Linh Sương đang gặp nguy trong rừng cao su đó nè. Sao? Ở trong rừng hả? Dân, rừng cao su Long Quỳnh. Bị bắt quả tang hả? Thành phố thiếu chỗ tỏ tình hay sao mà rủ nhau lên tận đấy? Chỉ còn cách là báo công an thôi. Đâu được. Đi viết về tiêu cực của công an mà báo công an để lãnh đủ hả? Hai đứa nó liều quá. Rừng cao su Long Quỳnh, quan vắng, lại xa thành phố. Có chuyện gì xấu xảy ra thì trả giá quá đắt. Giữa rừng cao su, cây cối trồng thẳng tắp, lấy chỗ đâu mà trốn. Nếu chẳng may tụi nó bị bắt. Hai đứa còn trẻ quá. Giá như tụi nó có kinh nghiệm như em hay Quang Sinh. Em có cách rồi. Theo ý tưởng phát triển của đô thị thì đại lộ 43 trong tương lai sẽ chạy qua các lô đất từ K18 đến K25. Anh vừa dùng từ ý tưởng, có nghĩa là có thể điều chỉnh lại được. Cái gì cũng có thể thay đổi được nếu ta có đủ sức mạnh. Cho coi tiếp khu du lịch sinh thái Cần Giờ. Alo. Em Thúy Bình đây, anh Quang Sinh. Nhìn số là biết rồi. Có chuyện gì mà em gọi anh giờ này? Tiếp tục đi. Em đùa đó. Lúc tối hai đứa cùng vợ chồng em nhậu ở nhà hàng của anh kia mà. Nhưng mà lúc về, nhận được đường dây nóng, sếp Phan Thăng kêu Đỗ Hòa đi quay cảnh sát giao thông ăn hối lộ lái xe. Linh Sương cũng đi luôn. Bây giờ hai đứa bị lộ, đang bị truy đuổi trên rừng cao su Long Quỳnh á. Xem lại nghĩ anh có thể giúp được. Các sếp của em sai lính đi vuốt râu hùm. Sao không kêu các sếp đi cứu? Các sếp đang tìm cách gỡ. Nhưng mà em nghĩ, thế nào anh cũng có cách của anh.
Coi như thêm một lần nữa em nợ anh nha. Cứ tiếp tục ôm chồng ngủ ngon đi. Lại trời, hai đứa chưa bị bắt. Còn nếu bị bắt đó, thì chưa bị đánh đấm gì. Xin lỗi, tôi sẽ quay lại ngay. Alo, tôi Quang Sinh lên 6. Có chuyện này nhờ anh nhắn với đệ tử của anh mấy câu được không? Nếu chạy bộ, rừng lại trống cho phẳng như vậy, không thể nào nó thoát khỏi vòng dây. Ổng lẽ nó leo lên cây. Nếu nó leo kịp lên cây, thì chỉ có thể ở khu vực này thôi. Bây giờ bắt đầu, đi canh hàng ngang, kiểm tra ngược lại hết sức chú ý. Tìm cho kỹ ở các tầng cây. Chỗ này dấu chân còn mới nè. Alo. Dạ. Dạ thưa, chưa bắt được. Dạ. Xem nói, rút về ngay. Không bắt được, lỡ mai tôi nói tăng hình mà lên báo rồi sao? Sếp lệnh về, không nghe mà được hả? Chắc chắn là tụi nó ở gần đây thôi. Sao mấy anh không tìm nữa? Chúng tôi nhận được tin hung thủ đã tẩu thoát, đã trên đường về thành phố. Bây giờ phải theo chúng ngay. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ. Hai thằng này có lẽ thuộc hàng đại cao thủ. Vậy thôi em. Lẹ thiệt. Không lẽ nó biết bay? Mới đây nó đã về thành phố rồi là sao? Sao Quang Sinh không gọi điện lại? Anh ấy nhận giúp. Nhưng mà em vẫn lo cho hai đứa nó quá. Phải chỉ gọi được cho anh Phan Thăng. Alo. Trời ơi, máy anh bị làm sao mà em với Linh Sương gọi hoài không liên lạc được. Anh đã biết chuyện hai đứa nó đang gặp nguy cấp chưa? Anh đang trên đường tới Long Quynh rồi. Em cứ việc ngủ ngon với chồng con đi. Còn trời không có chuyện gì xảy ra cho hai đứa. Không biết anh Phan Thăng có lên kịp không? Nhưng Hoàng Sinh đã hứa giúp rồi còn gì. Lúc quýnh lên, em cầu cứu Quang Sinh theo nhạy cảm bản năng. Giờ nghĩ lại, em thấy không an tâm. Tại sao em lại có thể tin anh ấy nhiều đến như vậy? Linh Sương! Linh Sương à! Linh Sương! Em ơi! Anh! Em sợ quá! Anh có bị làm sao? Anh cũng nhờ sợ quá mà chạy thoát. Camera đâu? Người ta vẫn đang bủng rủng không đi nổi. Không quan tâm, lại quan tâm đến camera. Trời ơi, nó rơi ở đâu rồi ta? Thôi chết tôi rồi. Em nhớ kỹ rồi coi, rơi ở đâu? Trời ơi, mất camera, không còn bằng chứng. Thì hai đứa con cóc. Thôi rồi, có lẽ tìm thấy camera, nên họ đi rồi. Lên xe về. Vậy là công tôi. Một đêm lặn lội sáng chết. Đừng giận em nha. Bật đèn lên luôn, để họ quay lại bắt. Hai đứa vào công an ngủ luôn. Em đã nghĩ đến tối nay phải ngủ một mình trên cây đó. Ý, quay lại cái cây em trốn. Gì nữa? Lúc nãy sợ bị bắt, em đã treo cây máy ở trên cây. Nhớ rồi, quay lại anh ơi, nhanh lên. Thỏ đế nghe mà làm báo, đúng là nhầm cửa. Nhầm nè, dám nói em chọn nhầm nghề nè. Không biết tôi đã ở khúc nào trên cầu sông. Xe báo thần kia anh, dừng lại. Anh Phan Thăng. Tụi nó kìa. Có sao không? Trời ơi, sao mình nãy giờ hết trơn rồi nè. Mày tao lo rồi. Đã bảo đi một đứa thôi, tại sao lại dám đi cả hai để gây thành chuyện rắc rối?
vẫn không chừa cái thói yêu nhau trong lúc làm việc. Trừ mỗi đứa 2 điểm thi đua. Thoát chết rồi, sếp trừ 100 điểm cũng ok. Chị nghe đây Linh Sương, tình hình thế nào rồi? Mừng quá, hai đứa nó thoát rồi. Xích nữa thì mất ngủ đêm nay. Bây giờ thì anh không muốn ngủ nữa rồi. À! Hey, cô chị bé My nó dậy đó. Không sao đâu, ngủ say rồi. Ba má, ba má cứ mất sao hoài à, con nghĩ cho ba má luôn á. Ờ, cho má xin lỗi. Hôm nay ba má không có massage, mà cũng thức để chờ tin tức của cô Linh Sương với chú Đỗ Hòa đang đi giết bại tận Long Quỳnh á. Con ngủ đi. Ba ơi, lên ngủ với con luôn đi. Rồi, má nằm kế ba con. Ba nè. Má nằm trong đây nè. Dạ, cho em gọi. Vô đây, nhiều đó không đủ tao xúc miệng. Stop. Tôi muốn xem lại lần nữa. Duy nhất cảnh này thấy rõ cảnh đưa tiền. Nhờ công của Linh Sương, kêu em vào thật gần để quay. Cho em gọi. Vô đây, nhiều đó không đủ tao xúc miệng. Ông anh thông cảm, lúc này là mang khó. Cả hai đứa đều giỏi. Quá trời. Sau khi tung bài báo này ra, tôi có thể kết hợp với bên truyền hình làm phim phóng sự. Khán giả rất nóng xem những cảnh như thế này. Giờ hai đứa tranh thủ về ngủ lấy vài tiếng đi. Đó. Đó. Em chào anh chị. Cô chào cô. Cô chào con. Bé My hôm nay thích nha, cả bà với má cùng đi học. Cô ơi, ba má con hư lắm. Đêm qua không có chịu ngồi, cứ massage với nghe điện thoại không à. Ừ. Sao nói chuyện đó? Lát sau bà có vô ngủ với con mà, nhớ không? Nhưng mà cô lại nói phải ngủ sớm để giữ dạch sống khỏe. Đó là cô nói với các con thôi. Còn người lớn phải thức đi làm việc chứ. À, con biết người lớn làm việc gì rồi. Em có điện thoại. Dạ. Xin lỗi cô. Alo. Nghe nói Động Băng quay hồi tối, Ly Kỳ hấp dẫn hơn cả cảnh sát hình sự ha. Cậu Đỗ Hòa bên báo em làm việc hăng hái sôi nổi dữ quá ha. Đỗ Hòa và Linh Sương là hai phóng viên trẻ đầy tài năng của bang em. Anh Phan Thăng quý hai đứa lắm. Ủa, mà anh xem băng rồi hay sao mà biết Ly Kỳ hấp dẫn? Chỉ cần có chút tưởng tượng phán đoán cũng biết. Anh nói Ly Kỳ vì chắc chắn Đỗ Hòa phải vào rất gần để quay, đến mức bị đối tượng phát hiện thấy. Còn hấp dẫn thì đương nhiên, vì sau đó là cuộc rượt đuổi quyết liệt trong rừng cao su, hệt như trong phim. Chỉ còn thiếu vài loạt đạn kết thúc. Loạt đạn không nổ vì đã có anh can thiệp đúng lúc. Đỗ Hòa với Linh Sương đang tính nhờ em, mời em đi uống cà phê để cảm ơn. Vì hai... À, xin lỗi. Vì hai đứa nó vất vả suốt đêm, để tụi nó ngủ cho đã. Ngày mai, nhuận bút của phóng sự làm luật bên rừng cao su sẽ hoàn toàn dùng để chiều đãi anh. Thúy Bình nghe nè, anh e rằng sẽ không có bài báo đó. Nói đúng hơn, nó sẽ không xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin nào. Anh nói sao? Anh vừa nói đùa hả? Em nghĩ cả chục người đang truy nã, sắp túm được con mồi, bỗng dưng giải tán là chuyện đùa hả? Đêm qua, sau nhiều lần gọi điện thoại qua lại, anh đã buộc phải chấp nhận điều kiện để giải tỏa cuộc dây bắt là không được đăng tin về vụ việc. Sao lúc đó anh không báo tin cho em ngay? Để em làm gì? Trong hoàn cảnh khẩn cấp đó, đến Phan Thăng Lê Mão cũng phải bó tay. Chúng ta là đồng nghiệp, không ai nỡ để bạn mình bị bắt, bị đánh,
thậm chí bị làm nhục nữa. Má, tôi chào má. Có chuyện gì không? Má ơi, má. Sao em để con má. Nó chào má hoài kìa. Tôi chào má. Ờ. Anh về thay đồ, đi cả đêm dơ quá. Anh quay lại đó em ngay. Nè, không cho một cái hôn tạm biệt à? Ở đây không được đâu. Bác tổ trưởng dân phố còn khó hơn cả trưởng ban Phan Thăng nhà mình á. Lo gì? Tổ trưởng dân phố không có quyền và hành chính. Chúc mừng chị Bình nha. Tối nay ban mình liên quan nghe. Chị Bình, trời tối qua lo quá à. Đỡ quá, cứu hai đứa bằng thua không thấy. Chị Bình, Lê Sương đỡ quà lúc nãy tìm chị đó. Đây là chiến công lớn của Đỗ Hòa và Lê Sương. Trong đó phần giải thoát hai đứa là công lớn của em. Em có hẹn với tổng công ty SCK sáng nay. Chỉ gặp anh 10 phút thôi. Chuyện gì mà quan trọng vậy? Anh định đưa bài phóng sự và hình ảnh về vụ cảnh sát giao thông ăn hối lộ vào số báo ngày mai hả? Nếu không có vụ bị săn đuổi, Hòa Sương về kịp thì anh cho đi ngay số hôm nay rồi. Lần này có bằng chứng rõ ràng, không sợ đưa tin theo kiểu bắn súng lên trời như mấy lần trước. Như sáng nay em đã nói, Linh Sương hoàn toàn có thể bị bắt. Nhưng bỗng nhiên mấy người cảnh sát đó chủ động bỏ cuộc. Là do anh Quang Sinh đã gọi điện thoại cho sếp của họ. Chuyện đó em nói rồi. Còn sao nữa? Giờ rồi anh Quang Sinh cho biết điều kiện để giải tỏa cuộc dây bắt là không được đăng tin về vụ gì. Quang Sinh là cái quái gì ở báo này mà nó dám nhận điều kiện như vậy? Nó hay Lê Mão làm tổng biên tập hả? Sáng nay anh ấy mới cho em biết điều kiện đó. Em cũng trách giống như anh vậy. Nhưng anh Sinh bảo, trong hoàn cảnh khẩn cấp như vậy thì phải chọn phương án cứu người thôi. Vì nếu Đỗ Hòa, Linh Sương rơi vào tay mấy ông cảnh sát và bảo vệ lâm trường giữa đêm hôm khuya khoắt thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Còn nếu muốn săn tin thì lúc nào cũng được. Vì mấy tay cảnh sát này không phải chỉ ăn hối lộ có một lần đâu. Báo chí đâu phải là dễ giang hồ. Quan điểm của anh là cứ đăng. Anh sẽ gọi điện mắng cho Quang Sinh một trận về tội tùy tiện. Anh à, theo em, anh nên nghĩ lại. Anh mà gọi cho anh Quang Sinh thì em còn mặt mũi nào gặp anh ấy? Rõ ràng là anh ấy đã cứu Linh Sương, mà em lại là người cầu cứu anh ấy. Bài viết đã được anh Lê Mão duyệt rồi. Rắc rối quá. Chúng ta lên gặp anh Lê Mão để em quyết định. Hồi nãy khi bước ra khỏi nhà, em đã kiểm tra cẩn thận rồi. Trang phục thì tạm ổn, nhưng cái túi sách quên kéo phẹp ngay tuya, hở toát miệng ra kìa. Ủa, lạ quá, sáng giờ em có mở túi lần nào đâu. Anh xem nè. Thư nặc danh dọa nạt nhà báo là chuyện thường xảy ra. Nhưng công khai liều lĩnh như thế này thì hơi hiếm đó. Yêu cầu đi tìm nhà giá rẻ hợp lý, tiện đi lại sinh hoạt của anh chị thì không dễ chút nào à. Đâu anh coi thử căn này coi được không? Thôi, quên cái mục tìm nhà trên báo đi. Xin lỗi anh, cho em gặp anh Phúc Tuân à. Anh Phúc Tuân, có khách kìa. Em là Du Lệ, lính của anh Lê Quân. Anh Quân bảo em sang gặp anh. Quân nào ta? Xin lỗi. Mời chị qua bên này. Dạ.
Nè, coi chừng lại gặp một cô mộng mơ khác. Phải tìm cách nhắc anh Phúc Tuân cảnh giác. Xe thì đã có bảo vệ cơ quan trông coi rồi, anh ấy có còn gì đâu mà sợ bị lừa. Dù sao cũng nhắc anh cẩn thận điện thoại di động, càng nhỏ càng dễ lấy. Thưa, hôm trước anh Quân có nói với anh, bạn anh ấy muốn sang một căn hộ ở chung cư cao cấp. Anh Quân sợ anh giữ ý vì bạn mới quen mà đã nhiệt tình, nên anh bảo em đến đưa anh đi coi nhà. Thích thì mua, đừng để lỡ cơ hội. Còn không thích thì thôi. Tính anh Quân á, quý ai là giúp rất nhiệt tình và đến nơi đến chốn, chứ không phải như người ta nói đâu bỏ đó đâu anh. Chà, vụ này tôi đã nói với anh ấy, vợ chồng tôi tính lại và quyết định 2 năm nữa mới mua, để khỏi bị động về kinh tế. Không ngờ anh ấy quá nhiệt tình. Em chỉ là lính, xếp sai đâu đánh đó. Theo em á, nếu anh không bận thì cứ đi, biết đâu trúng duyên, anh mua được căn hộ vừa ý, vừa túi tiền ngay trong năm nay thì sao? Thôi được, anh Quân nhiệt tình vậy, tôi không đi cũng là cố chấp. Hiểu rồi, nếu có chuyện gì hay, mình gọi điện về, ha? Anh phải bóc bài thôi. Báo chí không phải là giới giang hồ, nhưng cũng phải thông cảm với Quang Sinh. Lúc đó đã quá nửa đêm, cậu ta không thể qua điện thoại mà đôi co trả giá, trong khi chuyện cần phải quyết định nhanh. Để Linh Sương bị bắt, chúng ta cũng chẳng có hình ảnh nào về vụ hối lộ đó trong tay, không loại trừ khả năng là cô ấy còn bị đánh đập, xúc phạm. Thôi, coi như chúng ta tạm thua keo này đi. Anh đã quyết như vậy, không thể khác được. Nhưng liệu việc này có thể trở thành tiền lệ? Và những cuộc điều đình phía sau mới thật sự là bộ mặt của báo chí? Không có vụ này, thì báo nào cũng có chuyện để cân nhắc. Chuyện nào in, chuyện nào không in, và in ở mức độ nào theo quan điểm xã hội chính trị của từng báo. Mà cũng đừng coi đó là thiếu tự do. Nhưng riêng trường hợp này, để một phóng viên báo khác, cụ thể là cậu Quang Sinh, chi phối nội dung của báo mình thì không nên tái diễn. Tuy chưa có dấu hiệu gì, nhưng nếu để lan rộng ra, không chừng sẽ xuất hiện những quyền lực đen, những vua không ngai trong làng báo. Dạ, em sẽ nhớ lời anh dặn. Tôi đi lo việc bốc bài. Phan Thang, sao em? Đẹp quá. Thú thật, nhiều lần ghé qua đây, vợ chồng tôi đều dừng lại để ngắm chung cư này, nhưng mà chưa có dám mơ tới. Vậy mà cơ hội đến, anh lại định từ chối. Em đảm bảo, lên xem căn hộ này, anh còn thích hơn nữa. Đi. Anh chị chủ nhà đều làm thương vụ ở Đại sứ quán Việt Nam ở bên Úc, nên đưa con cái sang đó luôn. Chỉ khi nào về nước, đi phép hoặc công tác mới ghé nhà này. Khoan đã, liệu người ta có đồng ý không?
Sao không? Anh cứ vô căn nhà thoải mái đi. Hai phòng ngủ riêng biệt. Anh xem đi. Chỗ này em có thể bố trí phòng làm việc. Ở trên này anh có thể ngắm Sài Gòn thoải mái. Như vậy là quá lý tưởng rồi. Nhưng đúng là có nằm mơ cũng không có tới được. Này bật được không? Tự nhiên. Gì vậy em? Em đang ở công ty anh. Anh đang ở đâu vậy? À, anh đi uống cà phê. Vậy văn phòng không nói gì với em à? Anh đang bàn công chuyện với khách ở gần công ty thôi. Chuyện gì với em? Nhân đi công chuyện qua công ty anh, em ghé vào. Vì quan tâm chuyên viết về nhà đất ở báo em, hẹn tụi mình đầu giờ chiều nay lên công ty kinh doanh nhà đất quận 3 để đăng ký mua căn hộ trong khu chung cư mới á. Chung cư này được xây dựng theo quy hoạch dành cho hộ dân nghèo bị giải tỏa bên bờ kinh Nhiêu Lộc. À, vậy quá tốt. Anh sẽ về liền bây giờ. Thôi khỏi. Em ghé qua chỉ để nói như vậy. Trưa nay anh khỏi phải về nhà nấu cơm. Em tới tổng công ty SGK xong về qua đây. Tụi mình đi ăn cơm ở quán. Rồi đi với Quan Tâm lên công ty kinh doanh nhà đất quận 3 luôn. Cảm ơn em. Sao chị mất cảnh giác dữ vậy? Vừa rồi á, có một người đẹp đến gặp. Vậy là anh Tuân biến mất. Đáng lẽ ra là chị phải gọi ảnh về đi liền mới đúng. Không ai hiểu anh Tuân hơn chị. Chị thách các cô gái đẹp chinh phục được anh ấy đó. Chị đi nha. Dạ. Thú thật với cô, so với giá thị trường thì cái giá này là rẻ. Nhưng so với khả năng kinh tế của vợ chồng tôi thì vẫn còn hơi cao. Nên phải tính toán kỹ một chút. Nếu như mà tôi muốn mua thì cái chuyện mua bán với lại chủ nhà mình giải quyết sao hả cô? Anh cứ thích là được rồi. Còn chuyện mua bán, sếp Lê Quân của em sẽ giải quyết. Vì chủ nhà là bạn thân của ảnh. Nhà báo đây đúng giờ quá, xin mời chị vào. Mời vô. Chị thông cảm, chờ tôi một lát. Thưa anh, có cô phóng viên báo Sài Gòn mới xin gặp để phỏng vấn về tình hình tổng công ty mà báo chí đưa lên thời gian vừa qua. Anh nói với cô ấy là đã có chỉ thị của cấp trên trong thời gian tổng công ty đang bị thanh tra. Tôi và bất cứ ai trong tổng công ty không được phép tiếp xúc và phát ngôn bất cứ điều gì với báo chí. Việc này đã phổ biến toàn tổng công ty. Sao anh không thực hiện? Thưa, cô ta đã chờ ngoài cửa rồi ạ. Ai cho phép cô ta lọt vào đây? Tôi đã thông báo với bảo vệ, không cho phép bất cứ một nhà báo nào vào đây được kia mà. Thưa, chính tôi ra đón cô ấy vào ạ. Vì cô ấy nói, cậu Tân và cô thơ con anh đã đến tòa soạn báo, khiếu nại bài sự thật về vụ phóng viên Thúy Bình bị hành hung. Tân và thơ có nói anh sẵn sàng gặp cô ta để thanh minh. Cô ấy tên gì? Thưa, Thúy Bình, một phóng viên chính trị xã hội khá nổi tiếng, đồng thời cũng chính là người bị cháu Tân ném vỡ trán. Theo tôi, cô ấy đã đến đây rồi. Anh cố ý không gặp cũng bất lợi cho anh. Cậu mời cô ấy vô đây. Mời chị.
anh Tô Thanh đang tâm trạng bức xúc, chị nên thông cảm với anh ấy. Cảm ơn anh. Chào ông. Mời cô. Dạ. Quân hả? Vô đi. Thưa anh, nhà báo đã tới. Nè, nghe chưa? Tôi đã nói với cô, trong thời gian tổng công ty đang bị thanh tra toàn diện, chúng tôi không thể cung cấp các tư liệu nội bộ của tổng công ty cho nhà báo được. Đây là lệnh của cấp trên. Còn về việc vợ tôi đưa cho mỗi người 300 đô la, đó chỉ là sự vụng về, do mong muốn được đền bù cho hai người. Cô và cậu Đỗ Hòa đã có sự thông cảm. Vậy mà cậu Hòa lại viết trên báo, để người đọc có thể hiểu rằng tôi cố tình không chịu hợp tác với báo chí. Và hành vi của vợ tôi là hối lộ nhà báo. Thú thật, khi đọc bài báo ấy, tôi cũng có gợn lên cảm nghĩ giống như ông. Nhưng thiết nghĩ, về mặt chữ nghĩa thì Đỗ Hòa không hề dùng từ bất hợp tác và hối lộ. Cậu ấy chỉ viết đúng sự thật. Sự thật sai ý nghĩa. Sự thật làm hại uy tín của người khác. Có thể gọi là đúng được sao? Hôm đọc bài báo, tôi rất tức giận và thất vọng. Xin lỗi cô. Có chuyện gì vậy? Dạ. Xin lỗi, tôi không biết anh có khách. Tôi đang tiếp nhà báo. Dạ. Xin mời anh vô luôn. Dạ. Có thêm anh làm chứng. Tôi luôn công khai khi tiếp xúc với các nhà báo cũng tốt. Giới thiệu với anh, đây là cô Thúy Bình, báo Sài Gòn mới. Còn giới thiệu với cô, anh Trần Dư, phó tổng giám đốc tổng công ty của chúng tôi. Chào chị. Đọc bài của chị nhiều mà hôm nay mới có dịp biết mặt. Chào anh. Tôi đang nói với cô ấy về bài báo, sự thật về vụ nữ phóng viên Thúy Bình bị hành hung. Đó là lối đưa tin có vẻ khách quan, nhưng thực ra làm hại những người trong cuộc. Báo cần phải rút kinh nghiệm. Cảm ơn lời góp ý chân thành của ông. Tôi sẽ truyền đạt lại với trưởng ban của tôi để rút kinh nghiệm. Mục đích của tôi đến đây gặp ông chỉ để phỏng vấn về những vụ tiêu cực và một số sự việc có liên quan tới ông mà báo chí đã nêu đích danh trong thời gian vừa qua. Đồng thời, nếu có những bằng chứng trái ngược, cũng xin ông cung cấp tư liệu cho. Có anh Trần Dư ở đây, tôi xin nói rõ, tôi không hề từ chối hợp tác với báo chí, cũng như không sợ gì báo chí. Dù gần đây có một số bài báo đã viết sai sự thật, làm hại tới uy tín và danh dự của tôi. Không cung cấp tư liệu nội bộ SCK cho báo chí là chỉ thị của cấp trên. Ngay cả việc để thanh minh cho mình, ông cũng từ chối trả lời phỏng vấn à? Dù báo chí viết như thế nào, cấp trên cũng sẽ hiểu tôi là ai. Và rồi kết quả của thanh tra sẽ rõ ràng công và tội của tôi. Dư luận cho rằng những tiêu cực ở SGK là hệ quả của sự mất đoàn kết giữa ông và ông Trần Dư. Tôi thừa nhận trong tổng công ty của chúng tôi có những quan điểm khác nhau về đường lối quản lý, về tổ chức. Nhưng đó là những điều tự nhiên, là những chuyện muôn đời của quy luật phát triển. Cơ quan nào không có những quan điểm bất đồng thì đó mới là bất bình thường, là ngưng trệ. Còn về mặt tình cảm, chúng tôi vẫn luôn là đồng chí, là anh em tốt của nhau. Tôi nói vậy có sai không, anh Trần Dư? Thưa, anh nói hoàn toàn đúng. Như vậy vấn đề nhà báo quan tâm đã được giải quyết. Một lần nữa, tôi xin lỗi cô về việc thằng con trai tôi đã gây thương tích cho cô. Tôi đã quên chuyện đó lâu rồi. Chào ông. Chào cô. Trước mặt nhà báo,
thì tôi nói vậy. Nhưng phía sau lưng thì tôi biết anh và một số người ủng hộ anh đã có những cuộc tiếp xúc riêng với đoàn thanh tra để tố cáo tôi. Xin anh đừng hiểu sai chuyện này. Các cuộc gặp gỡ đều do thành viên đoàn thanh tra yêu cầu tiếp xúc riêng và yêu cầu nói đúng quan điểm độc lập. Các anh nói gì, làm gì, tôi đều biết hết. Tôi khuyên anh hãy suy nghĩ cho kỹ. Con người ta sống với nhau phải lấy cái tình nghĩa làm gốc thì mới bền. Còn nếu lấy sự bạc bẽo làm gốc, muốn hại tôi bằng những cái trò vu khống đó, thì đó là một việc làm vô ích. Anh không nên hiểu quá xa về tôi như vậy. Tôi không bao giờ quên là anh đã nâng đỡ dìu dắt tôi như thế nào. Tôi được về đây cũng là do anh đưa về mà. Nhưng lần này thanh tra xong, chính tôi là người sẽ mời anh ra khỏi nơi đây. Anh nói vậy quả thật tôi buồn. Tôi rất buồn anh Thanh à. Một tháng 3 lần đi nhà hàng này là hết lương. Nhưng anh chọn đi đến đây chứ không phải em đâu nghe. Vậy biết tại sao anh đưa em tới đây không? Anh định ga lăng với em đúng không? Không lẽ cảm ơn ơn cứu mạng của anh Quang Sinh tại nhà hàng khác thì kỳ. Dạ thưa anh chị, thực đơn đây ạ. Cảm ơn. Mời chọn món. Thực đơn đặt rồi. Hôm nay anh bao để chứng tỏ lòng ngưỡng mộ trận phục kích tàn long ngọa hổ của hai đứa đêm qua. Giỏi, hai đứa rất giỏi. Hôm nay chúng em mời để cảm ơn anh đã cứu chúng em mà. Chuyện cảm ơn coi như ghi nợ lại, sẽ ăn ở nhà hàng khác. Để hai đứa ăn ở đây mà phải bỏ tiền túi ra chi, khác nào bêu ríu Quang Sinh này giúp bạn để câu khách cho nhà hàng của mình. Xuống nói với chị Gia Lan á, cho mang có món ăn anh dặn hồi sáng lên đây nha. Dạ. Hôm nay anh phải nói cho bọn em biết anh dùng cách nào mà ba tay cảnh sát sắp bắt em đến nơi lại tự động rút quân. Cái đó là bí mật nhà nghề. Cho hai đứa biết để anh mất cần câu cơm hả? Anh em gặp nhau vui vẻ quá ha. Chỉ vì vụ cứu hai đứa mà anh Quang Sinh bắt chị thức theo tới sáng lận đó. Hôm nay hai đứa phải ăn hết các món đồ mà anh Quang Sinh đặt, nếu không là không cho về đâu đó. Hay lắm. Ê! Xong chưa? Chuyện nhỏ như con thỏ, mày làm gì lâu vậy? Đợi điểm danh xong mới ra được chứ. Theo em anh nên bỏ luôn đi. Hứa đứa tốt nghiệp đại học cũng thất nghiệp như tụi mình. Lúc ông già mà còn mạnh, tấm bằng đại học mới có giá trị. Giờ ông thất thế, học làm chi cho mệt. Tao cấm mày, không được đụng tới ba tao. Thôi mày, bạn bè mà, bỏ qua đi. Thôi. Ok, lời hứa bạn bè. Không nói chuyện ông già mày nữa. Nhưng cái vụ SGK báo chí làm tùm lum quá trời. Sớm muộn gì mày cũng phải bỏ học. Tục cá đó. Thôi đi mấy cha, hẹn nhau tới đây để gây lộn với cá độ hả? Tới giờ rồi, lẹ lên cái trễ đó. Trong nghề báo không thành văn bản, nhưng tạm chia thành ba loại phóng viên. Mới chỉ có kiến thức nhà trường là loại thường thường bậc trung, có thêm kinh nghiệm cuộc sống cũng chỉ là khá, đủ để làm tròn nhiệm vụ được giao. Còn muốn vươn tới hạng siêu thì phải học ở các bậc cao thủ mà người đời vẫn phong làm vua không ngai. Hồi còn là sinh viên khoa báo chí, đọc các bài phóng sự điều tra và phỏng vấn các vip của anh, em luôn coi anh là số một, là thần tượng cao giờ dợi của em. Không ngờ giờ đây lại thành đệ tử của anh.
Bài viết của anh gai góc vậy, mà sao ban biên tập vẫn liệt cho qua? Hỏi như vậy là em mãi mãi không bao giờ vượt qua barrier của chính mình. Những bài gai góc được in hay không là phụ thuộc vào cái thế của nhà báo, chứ không phụ thuộc vào mức độ gai góc của bài báo. Cái thế của mình vững, cái tầm của mình cao. Nói gọn là có uy tín lớn thì bài báo dễ lọt. Nhưng muốn có uy tín lớn, bài viết phải có chất lượng cao. 50% là đúng như vậy. 50% còn lại là nghệ thuật sống ngoài bài viết. Thí dụ, dù hai đứa bị kẹt trong rừng cao su, liệu có cây bút nào, bài viết nào cứu kịp hai đứa? Còn anh, vừa ôm vợ, vừa nhấc máy, bấm đúng số cần bấm. Tôi quan xin đây. Vậy là vụ việc được giải tỏa, hai đứa thoát nạn. Cái uy tín này còn lớn hơn uy tín từ bài báo. Đúng không nào? Từ nay, tụi em xin làm đệ tử ruột của anh, để tạo dựng uy tín ngoài bài viết. Đêm đó, anh đã gọi điện thoại cho ai và nói những gì? Đã làm đệ tử của anh thì phải biết tự trả lời. Đừng nhìn anh kiểu đó, thằng Đỗ Hoàng nó ghen á. Một trong những tiêu chuẩn đầu tiên dẫn đến thành công toàn diện trong nghề báo là phải nghiêm chỉnh về tình cảm và đạo đức. Không phải để đi tu, mà để giữ được sự nhạy cảm và sáng suốt trước cái tốt và cái xấu. Nào, uống gì những cái tốt đẹp ở trên đời này. Và một trong những cái tốt đẹp đó là cô phóng viên xinh đẹp và trong sáng này. Chúc sức khỏe và sự thành đạt của sư phụ. Của tất cả chúng ta chứ. Vô. Chị là Thúy Bình, phóng viên báo Sài Gòn Mới, đúng không? Dạ, tôi đây. Xin lỗi, anh là ai à? Mày không cần phải biết tao là ai. Tao khuyên mày khôn hồn tránh xa vụ SCK. Nếu không sẽ phải trả giá đắt, rõ chưa? Con nguyện tưởng cho con một con gấu bông màu vàng. Ba ơi, con nguyện cho con nhiều chứ là nhiều lắm. Con nguyện của con là nhất rồi. Anh cũng rất thích con gấu bông màu vàng. Cho em nè. Ba ơi, giấy gì nè ba? Chắc là tờ rơi quảng cáo học Anh Văn hay là khu vui chơi nào đó. Ai đưa cho con tờ giấy này? Cái anh mà cũng thích con gấu bông màu vàng đó. Thank you.